đặt nhẹ lên. Khoan, cái này mình lấy hơi khô nha anh chị nha. Mình lấy hơi khô bột lại. Làm lại. Đây. Mình sẽ tém hai bên hông vô nha anh chị nha. Nhớ lúc nào cũng tém hai bên hông vô là đầu tiên, để cho nó không có lên ra ha. Nó mà chảy một lần rồi thì nó chảy ra hai bên hông hoài á, anh chị sẽ để ý ha. Mình sẽ vuốt xuống này. Đây. Bình tĩnh. Không đâu có gì, gửi anh cây cọ 16 luôn rồi ơi. Anh lên đây, hết cọ rồi anh lên đây. Hai cây mình. Anh cọ gỗ cọ 16 anh ra hai cây 16. Bột gì vậy đây? Bột của mình pha nha. Đây. Thì mình sẽ cắt bằng dao nha. Mình cắt ra thôi chứ không có gì. Tạm thời hết hàng cọ nha anh chị nha. Có gì thì anh chị liên hệ với chay giùm em nha. Đây mình sẽ cắt ra nha. Đây. Bình tĩnh. Nói chung là đang rung. Lâu rồi không like nó rung. Anh chị thấy ủng hộ like share giùm thằng em. Thằng em mới có động lực để like nhiều nhiều chứ. Đây ha. Xong mình sẽ cắt nó xuống đi. Mình cắt ngang để tí đi. Để tí mình dũa nha anh chị nha. Thì cái này mình đo được. Còn cái fan kia nhiều lúc xăm tham cái chỗ này nó nhỏ quá, qua ba ngón này, nhất là ba ngón này rất là khó cắt. Hàng về bên chay sẽ thông báo nha anh chị nha. Rồi, tiếp tục mình gửi nó đi. Còn qua ngón khác nha anh chị nha. Đây, tiếp tục thì mình sẽ đặt cái phần thọ lên, mình để xuống. Nhớ đẩy hai bên hông lên nè anh chị nha. Nhớ đẩy hai bên hông lên cho sát cái cuticle nè. Đây, mình tém vào. Nhớ nha, khi mà anh chị tém hai bên hông như thế này á, thì nó sẽ đều nha. Nó sẽ đều, nó sẽ đẹp. Chứ còn nếu mà anh chị để nó hở quá, nó không có độ u ở phần giữa thì nó nhìn nó rất là kỳ nha anh chị nha. Nhìn nó rất là kỳ. Cái này thì em sẽ kéo nó xuống, em sẽ build ở dưới này dày nha. Đó, em sẽ build ở dưới này dày lên. Số điện thoại. Số điện thoại của em chay trả lời giùm anh đi, chay trả lời giùm anh đi con. Ok, xong mình sẽ cắt tiếp tục. Mình canh nha anh chị nha, mình canh nè. Đây nè, ví dụ như cái phần này nó hở nó xuống cái trên cái móng tiếp một chút xíu thì mình canh ở bên đây cũng vậy nha. Mình canh trên cái móng tiếp một chút xíu mình cắt, mình đưa xuống. Thì cái này nếu mà em nói thì nếu mà cái này á đều á thì cái này nó sẽ đều hơn. Lúc mà anh chị làm thủ công thì nó sẽ đều hơn là cái bên cái cắt kia, nhưng mà cái cắt kia thì nó lẹ hơn. Thì tùy anh chị thôi ha. Cái này thì tùy à, nói chung là ai thích làm cái nào thì làm thôi. Anh chị thích làm cái nào thì làm. Xong mình cắt ở giữa, phần ở giữa đi, mình canh nè. Bên đây nó bao nhiêu thì mình canh bên đây bấy nhiêu nè. Mình cắt cái phần này đi, tí nữa mình vuỗ tròn lại thì nó sẽ đẹp nha anh chị nha. Hello, hello anh chị nha. Rồi tiếp tục. Thì làm hết, hết như vậy luôn. Nói chung là hết luôn á. 10 ngón là làm 10 ngón á. Đó, mình tém xuống, mình tém vô nè. Tém vô một chút xíu nha chị nha. Đó. Xong mình sẽ đập cái phần chiếc cồn cho nó đều ra nha. Mình vuốt xuống nhẹ xuống. Vuốt nhẹ xuống. Cái này anh chị có thể đắp hai ngón một lần được nha anh chị nha. Anh chị có thể cắt như thế này thì anh chị nếu mà làm nhanh tay được thì anh chị cắt một lần hai ngón. Này. Nếu anh chị muốn nhanh thì mình có thể làm nhanh được ha. Hello, hello. Đây mình sẽ đập táp ở cái phần cuticle cho nó đều ra hết nha. Đó, anh chị thấy em tém hai bên hông vô là nó đều. Nó tự thẳng luôn à. Đó, mình đưa xuống nè. Xong. Mình sẽ cắt bên này nha. Mình sẽ canh tiếp tục giống như bên kia vậy đó. Trên một cái thiếp chút xíu. Xong mình cắt xuống. Nói chung làm cái thủ công này thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ đều hơn á.
nhưng mà cái kia thì nó lẹ hơn, thì tùy anh chị nha. Đây, em trai tôi vuốt vuốt kìa, em trai tôi vuốt vuốt kìa, em vuốt dữ lắm. Nói chung là đàn bà phụ nữ em vuốt còn dữ nữa, đàn bà phụ nữ em vuốt còn dữ nữa. Anh muốn thử không? Linh muốn thử không? Mình cắt thì cũng dễ thôi anh chị ha. Mình làm hai ngón một người cắt nha. Thì xí nữa anh chị sẽ thấy nó đều, nó đẹp. Đây. Đó, thì mình sẽ đo nè anh chị thấy không? Đây anh chị sẽ đo nè. Nó đều nhau hết nè. Đúng không? Nó đều nhau hết thì nó không có bị chênh lệch, giống như cái phần này nhỏ quá, phần kia bự quá ha. Thì nó sẽ đều hết. Vậy vả hết rồi. Em có bậy đâu. Em nào làm gì dám bậy. Anh Linh này nói sao, nghĩ sao mà em bậy vậy Linh. Em thiệt hiền lắm. Thì em vuốt cho phụ nữ đỡ giận á, dạng vậy thôi chứ em có nói gì đâu mà. Hello, hello, hello. How are you bro? Đó, mình tém vô nè. Nhớ nha, anh chị cứ nhanh tay giùm em tém hai cái cuticle vô vậy lên là được. Xong cái mình đưa cái cọ vô nhẹ nhẹ mình vuốt nè. Đó, nhẹ nhàng nhịp điệu thôi. Đó. Em nhịp cái gì chứ, em nhịp là em hay dữ lắm. Mấy cái nhịp 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 được đó, em hay dữ lắm. Lúc nhanh lúc chậm, cần thiết là nhanh, cần thiết là chậm à. Đó. Rồi, chay muốn vuốt hả? Rồi, bỏ đi em. Ừ, em vuốt, em đi chỗ khác em kiếm người vuốt đi nha. Chứ anh vuốt em không nổi đâu. Thường á, thì mình sẽ để bột khô là mình mới cắt nha. Tại vì cái ngón cái này nó còn một ngón à. Nên là mình lấy tay đi, tay nó hơi cực nên là mình cắt luôn. Thì xí nữa dù gì thì mình cũng giũa nha anh chị nha. Nên là mình không có cần thiết lắm đâu. Xí gì, dù gì mình cũng giũa à. Bầu á, ha, mà ra tới ngoài để thôi. Còn cái này thì nó muốn nhỏ như thế này. Đây. Thường thì ngón út, nói chung là ngón nào mà cũng nhỏ. Cho nó đẹp. Có nhiều cái thì anh chị đừng có nên nhỏ quá nha. Nhỏ quá không có tốt đâu. Có nhiều cái gia đình nữa nó nhỏ quá không có tốt lắm. Anh chị đừng có mê nhỏ quá nha. Nhỏ nhiều cái nó cũng đẹp lắm nhưng mà nhiều cái nó không có tốt. Hạn sử dụng nó không có được lâu nha mấy anh. Đây anh chị ha, sẽ thấy nè, đó như thế này thì nó sẽ đều hơn. Thì anh chị nào mà muốn cho nó thẳng hay là góc cạnh như thế nào thì mình dễ chỉnh thôi. Giữa còn hàng nha mọi người, ai cần giữa hình bóc nhanh trước khi phải hết hàng. Vậy giữa gần hết rồi, bóp bóp đi nha. Ừ. Anh chị thấy nè, mình giữa này thì nó đều hơn, mình nhìn được nó đều hơn. Nếu mà anh chị sẽ sợ nó không có đều đó, anh chị có thể quay ngược cái tay nó lại nha. Quay ngược cái tay nó lại và làm ha. Anh chị nào cần thì inbox cho chơi giùm em nha. Thank you mọi người. Về chứ boy. Mình sẽ đo nè anh chị ha, thì nó sẽ đều, đó thì nó chuẩn nha. Bao nhiêu bán nhiều nữa, ok em. Có nhiều anh chị hỏi thì làm cái này thì nó hơi lâu, nó hơi cực. Nhưng mà có một số vấn đề này thì em chia sẻ với anh chị một chút xíu nha. Ok, thì đúng là làm cái này thật sự là nó lâu, anh chị muốn kiếm tiền lẻ thì cái này thật sự là nó lâu. Nói chung là làm những cái mẫu design hay là làm những cái nail art như thế này á, thì nó sẽ rất là lâu. Nhưng mà với những anh chị nào mà còn trẻ đó, ví dụ như em nói những cái anh chị nào mà còn trẻ mà mới tập làm nail hoặc là mới vào nghề nail đó, mà anh chị chỉ muốn kiếm tiền không đó, thì anh chị sẽ thấy là cái tương lai của anh chị nó không có mở bằng. Giống như nếu mà anh chị cố gắng, anh chị tập, anh chị mày mò hơn, anh chị tập, anh chị làm đẹp hơn thì nó cái con đường nó mở nhiều hơn cho anh chị. Nói chung là không nhất thiết mà mình phải làm nail nha anh chị nha. Cái này nó không nhất thiết mà phải đi làm nail không, nhưng mà nó có nhiều cái kinh nghiệm cho mình lắm. Giống như em đi làm show cũng vậy, thì nó sẽ cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Nên là mấy anh trẻ thì đây, mình sẽ đắp phòng trắng đẩy qua. Từ từ lên ha. Cái màu trắng là cái màu lâu khô nhất nên anh chị cứ từ từ mà đắp ha. Đừng có lấy nước thường đắp là được. Làm những cái này anh chị lấy nước thường là chết đó.
đó, chỉ cứ từ từ nè, tôi sẽ đẩy bột trắng lên cho nó đều rồi đó, cứ từ từ thôi, sạch sẽ ha, mình đắp bột cứ sạch sẽ đi là được. Đừng có lem luôn quá, nó nhìn nó hơi kỳ. Đây mình đợi cho cái bột nó ráo xuống một xíu nha chị nha, chị sẽ rõ không biết. Đó, mình để cái bột cho nó ráo một chút xíu nè, mình vuốt hai bên hông nè, anh chị nhớ nha, tém hai bên hông nè, lấy cái phần thân cọ vuốt xuống nè, vuốt xuống nè, cắt bột đi, tém vô, vuốt nhẹ xuống một chút xíu, cắt bột lên nè, vuốt xuống. Xí nữa mình sẽ dũa lại thì nó sẽ đều đều. You okay? Yes. Màu này thì mình lấy hơi ít nên là mình đắp bên này ha. Mình đẩy nó qua nè, mình nghiêng cái tay xuống, mình nghiêng cái tay khách như thế này thì nó sẽ chảy qua bên đây. Mình đẩy lên nha anh chị nha. Mình đưa qua mình đẩy lên. Xong, mình sẽ bên đây thì mình sẽ tém lên một chút xíu. Mình đụng cái cọ vô thì đâm ra là lúc đó là nước nó thấm vô cây cọ thì nó sẽ hết chảy nữa rồi nha anh chị nha. Thì mình control nó dễ hơn. Đó. Thì cái này thì mình cắt rồi nên là nó sẽ ra cái xếp sẵn rồi nên là mình không có sợ bị lem ở trên cái phần nêu nha, nó không có còn bị lem, nó không có sợ bị lem nha. Đó, thì màu trắng thì mình đợi một chút xíu cho nó ráo cái màu trắng lại rồi mình hãy vuốt nha, chứ nếu mà anh chị vuốt quá thì đâm ra thì nó sẽ bị giống như mỏng quá đó, nó sẽ không có đẹp. Đó, mình sẽ vuốt xuống như thế này, mình cho cái độ u ở giữa nó có nè ha anh chị ha, nên là mình cứ từ từ mình vuốt nhẹ nhàng ha. Lấy cái xếp đó. Đó thì anh chị khi mà anh chị đắp bột á, mà anh chị muốn chuẩn cái xếp á thì anh chị sẽ nhìn hai bên mép này, đây là một mép trái nha, bên đây là mép phải nha, thì anh chị sẽ vuốt theo cái đường xuống như thế này, đây tém nó vô nha. Đó. Thì thường thường em sẽ thấy anh chị là hay cái bị méo cái khớp phần xếp, là méo một là méo bên đây nó tròn, hai là méo bên đây nó tròn, nên là thường thường mình sẽ vuốt cái phần mép trước nha, mình vuốt cái phần mép này trước đó, nó sẽ đều đẹp, thì tí mình vuỗ nó sẽ better hơn cho anh chị nha. Hello hello, trời ơi, còn ai không, không biết, không thấy ai nói năng gì hết, không biết có còn ai coi nữa không trời. Hello hello, mọi người có ở đó không, có gì dính gì đâu. Hello hello, có ai ở nhà không, sao mà im hơi lặng tiếng quá vậy nè. Đây mình sẽ gạt xéo nó xuống một chút xíu, mình không có cần phải đắp hai cục màu trắng nha, nếu mà anh chị đắp hai cục màu trắng thì nó sẽ bị cái đường line, đường làn nhìn nó rất là kỳ, nó thẳng ra là nhìn nó rất là kỳ, nên là mình cứ đắp một cục mình để như nè đó, bắt đầu mình đưa màu trắng lên từ từ nhẹ nhẹ, xong bên đây mình cũng đi từ từ nè đó, mình đưa màu trắng lên từ từ thì cái màu trắng nó sẽ đều hơn nha anh chị nha, bên nào nhiều hơn thì mình tém nó qua nè đó, đây mình sẽ đẩy nó lên từ từ thôi ha, mình đẩy nó lên nè, vuốt nó xuống, tém nó vô, đi từ từ, cắt bột đi nha, đó. Thì cái màu trắng nó không có bị lợt màu ha, nó không có bị bức màu, chắc không còn ai xem đâu, người ta treo máy đó buồn dễ sợ luôn á, thì anh Hiếu em buồn dễ sợ luôn á, ngủ ra làm việc nó phải đứng ở đây coi. Hello Vy, hello Donna Thảo nha, bột dẻo quá em ơi, thank you anh Tường, thôi không đọc cái câu cái từ sau là Tường thôi được rồi, hello Tường nha, trời ơi xin chào Donna Thảo nha. Người đẹp, người dễ thương, cứ nhờ ai cái bình luận vô là em cho người đẹp dễ thương này, buồn dễ sợ luôn. Coi cũng hiến khách mình xin chào một cái mà không ai chịu chào luôn mà. Đó, màu trắng nè, mình đưa xuống, đưa qua ha, mình đẩy lên nè, đây cái bột trắng. Cái bột trắng này em bảo đảm với anh chị là đắp một ngón là rất là đẹp luôn, tại vì nó không có chảy ha anh chị ha, mà cái bột trắng nó cũng đẹp nữa, nhìn nó cũng đẹp nữa, nha. Cống hiến cho anh chị xem, nói chung là hướng dẫn rất chi là kỹ luôn, nhưng mà chỉ có một ước nguyện nhỏ nho thôi,
chia sẻ giùm em với say hi em một tiếng thôi là vui rồi. Xong mình vuốt nhẹ xuống. Bột của em chưa ra đâu, em đang thử nghiệm nha anh chị nha. Em thử tất cả các màu của em trên tay khách, rồi khách em nó quay lại xem những cái màu đó nó ok hết, anything thật sự là ok hết thì em mới bắt đầu em open cái sản phẩm của em nha anh chị nha. Anh chị em ráng chờ đợi đi chứ em không có muốn sản phẩm của em ra mà nó có vấn đề này vấn đề kia nha. Thì em muốn cho nó hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn nha anh chị nha. Đó. Em mong anh chị thông cảm cho em nha. You sell powder now? Not yet anh ơi. Đang mê coi, làm đẹp quá. Hello Thúy Linh Nguyễn. Hello Đức. Bột đẹp quá. Cả like chỉ bắt người ta say hi từ đầu like đến hết like. Miễn sao say hi là được. Bởi em cống hiến hết mình mà giờ say hi cũng được, nó buồn dễ sợ luôn anh Hiếu. Thấy dễ mà làm không dễ theo kiểu phát sang. Nói chung là cũng không khó. Thật cái này nó cũng không khó nha anh chị nha. Cái này không khó nhưng mà chẳng qua là anh chị lúc mà anh chị bỏ lên là anh chị thấy nó chảy nè ha. Cái bắt đầu cái anh chị quýnh nha anh chị. Cái đập không. Anh chị càng đập á, thì cái bột nó sẽ càng chảy nha. Thì cái này em sẽ nói cái ngón sau cho anh chị thấy nè. Thì anh chị thấy cái này của em là bột dẻo đúng không? Đó. Để cái ngón sau đi em sẽ cho anh chị biết được cái mẹo mà để mình control cái bột nó cho nó dẻo lại nha. Này mình sẽ đưa lên nè ha. Mình đưa tới đâu thì bột nó đi tới đó ha. Để như thế nào nó cũng khô nhưng mà nó không có bị chảy nha. Thứ nhất là bột nó không bị chảy nhiều, nó dẻo, nó lâu khô một chút xíu là bột rất là tốt nha anh chị nha. Đó, bây giờ mình sẽ bút xuống là mình tém vô nè. Đây anh chị thấy mình cho rất là lâu nhưng mà nó vẫn giữ cái bột giữ im ở đó nha, nó không có bị chảy và nó không có bị khô. Đó. Đây anh chị sẽ thấy bút nhẹ nó xuống nè, bút nhẹ nó xuống nè, giữ cái shape nè. Đó. Mình tém ra mình bút tập vô. Dịch ở nhà nghỉ lâu quá rồi, vợ con nó làm thêm đứa rồi chưa. Mùa này gia đình hạnh phúc dữ lắm á. Hả à, sao này mùa này gia đình hạnh phúc dữ lắm á. Đó mình sẽ chạy xuống thôi chị ha, thì nó sẽ hiện ra cái đường like của mình thôi. Em sẽ dùng xếp cho anh chị xem ha. Đó là mình dũa sơ sơ cho nó hiện cái đường line á. Để mình canh cái xếp thôi chứ không có gì đâu nha. Mình để nó dậy mình dũa cũng được nhưng mà nó hơi cực cho mình. Nên là tốt nhất là mình dũa xuống trước đi nha. Tốt nhất là mình dũa xuống trước đi. Anh Tommy ơi, nói câu đó mà dựa nguyên cái gì vậy ta. Ok, là mình dũa xếp nha. Te tô em ơi. Thôi vậy hả mai anh khai trương tiệm em đó em. Ồ vậy hả mai anh khai trương hả? Đã vậy ta. Cái này chắc con xin anh làm thợ quá. Đây đầu tiên mình sẽ chạy phần ở dưới móng cho nó thẳng ở cái phần đầu móng trước nha. Xong mình sẽ canh hai bên mép này. Đây. Cái quan trọng nhất là anh chị em phải biết canh hai cái bên mép khóe nha. Đó anh chị phải biết canh hai cái mép khóe này. Ví dụ như cái này nó bầu á thì đâm ra là cái khớp phần nó hơi bầu một chút xíu á thì nó natural, còn nếu mà stray á thì nó sắc bén nha anh chị nha. Thì mình dũa theo cái dạng nào thì mình dũa, nói chung là vậy thì mỗi người một cách nhìn nha, không có sếp ai đẹp hoàn hảo hoặc là không có sếp ai mà xấu hoàn toàn, chỉ có do cái cách nhìn của mỗi người thôi ha. Một cái điện thoại ở đây, một cái đèn ở đây nó hơi khó vai ha. Ok, mình sẽ quay lại mình giữ cho nó đều chưa, coi cái của mình cho nó chuẩn chưa. Ok, chuẩn rồi. Ngưng, giữ cái khác. Haha, qua đây anh chia cổ phần lại cho 500k tới 25%. Trời đã hả ta? Sướng hả ta? Thì cũng đúng chứ. Ở em đi làm thợ thôi chứ tiền đâu mà vô cổ phần anh. Relax. Tiền đâu làm cổ phần. Đây anh chị thấy ha, bên đây thì em sẽ đắp nó dư một chút xíu nè. Thì mình ép sát nó mình dũa nha. Ép sát nó mình dũa vô. Còn bên đây thì nó móp sẵn rồi nên không cần nha.
cái tay lại, coi cái xếp là chuẩn chưa. Chuẩn rồi, mình tiếp tục. Thường thì em vẽ cái fan này bằng cọ nha anh chị nha, nhưng mà hôm nay em live thì em dùng một dao thì cho anh chị nó dễ hình dung, nó dễ hiểu, nó dễ thấy ha. Trời ơi, bởi vậy thiệt. Có anh mà anh thương em dữ lắm á, anh tâm mày, anh thương em dữ lắm đó. Đợi đi em, nha. Dạ. Đừng mua hàng hàng khác nha, đợi em đi. Đây. Đu một xíu nào. Sẽ được ghệ dắt đi ăn cow fish nha. Xong bộ này cái mình diễn thôi. Có ai ở gần em mời đi ăn nha. Anh Tâm mày đi ăn không anh mày? Mệt á. Cái này mình chạy đơn giản ha anh chị ha. Đây, như là mình chạy cho nó đều một xíu. Cái bao tay này nó hơi dài đây. Anh ơi, anh khai trương em có được quá chơi không? Mê quá, muốn đi học hỏi quá. Đó, chị thấy ha. Bữa tuần vui vẻ này em, anh chạy lòng vòng cho ngày mai khi nào có cuộc thì hữu anh nha. Ok, thank you anh nhiều nha. Anh kêu anh Tâm thì ra cái gì cũng ủng hộ mình thiệt, bởi vậy sướng dễ sợ sướng luôn. Mà giữa hết rồi nên là em không có dám quảng cáo nhiều nha anh chị nha. Không dám quảng cáo nhiều. Nhớ nha anh chị nha, chạy cái phần ở critical này anh chị phải thi vừa làm mỏng. Đừng có cho nó, ví dụ như anh chị chạy critical mỏng mà ở đây nó dày cũng như không à. Có những cái bộ móng, có những cái đầu giữa anh chị chạy chỉ critical xong rồi cái anh chị xuống này anh chị chạy thì nó rất là dày ha, nhìn nó thô thiển lắm. Đó, mình phải chạy cho nó nằm xuống cho nó mịn mà. Làm gì cũng phải cho nó nằm xuống hết nha. Nó đứng tốn sức lắm rồi. Hello anh Minh Vương. Đó, dạ, cứ vô chào em tiếng vậy rồi ngồi yên coi cũng được, không thành vấn đề đâu. Để em nhớ tên hay cái gì hết trơn á. Để em nhớ tên luôn, mình sau em thấy Facebook mình vô em sàn sàn. Chứ nhiều lúc mình đâu biết ai ghét em vô em bình luận cái người ta chửi em chết. Chứ bộ say hai em là anh thấy là thích em rồi đó. Sao thấy trên Facebook mình say hi rồi chứ. Sẽ sơn cái mát top thì em sẽ chỉ cho anh chị cái mẹo nha. Em chỉ cho anh chị cái mẹo này nè. Ai giữ lâu tới lúc đó đi rồi em sẽ nói cho anh chị nào thoát ráng chịu, nó sẽ mát hơn mà anh chị sẽ thấy nó mất cái đốm đi kìa. Chị thấy không, nó không còn cái đốm nữa. Ok, đợi một chút. Đây, cứ một cái video đó, em sẽ để phút cuối cùng là em sẽ chỉ cái mẹo cho anh chị nha. Đây, nó hết cái đốm liền, anh chị sẽ thấy, nhìn sẽ để ý liền đây ha, anh chị sẽ thấy nó khác liền rồi đó, nó mất cái đốm ngay nha. Thì những cái đó là cái bong bóng đó, thì cái bong bóng nó bị dính cái bột xuống cái lỗ đó, hoặc là khi mà mình giũa cây rồi đó, nó bị giống như nó bị xước rồi đó, thì nó sẽ làm tan đi cái bột. Không đó. Ai nói tiếng nào luôn chị, không ai im lặng luôn.
Trời im lặng, không nói một tiếng luôn. Trời buồn dễ sợ luôn. Thiệt. Chắc mình sau chắc cúp luôn quá. Đây anh chị sẽ thấy cái màu nó rất là đẹp ha. Khi mà anh chị bỏ số 3 lên cái màu nó rất là đẹp luôn. Đó. Chưa ai nghe nghĩ luôn, khỏi nghe luôn. Nói quá thì nói thiệt, không ai cho chai nước uống nữa mà thì không ai cảm ơn một tiếng luôn. Đó, mình sơn lên thì anh chị sẽ thấy cái màu nó rất là đẹp luôn. Khi mà anh chị sơn matte shiny cũng vậy nha. Thì anh chị sẽ thấy nó đẹp hẳn, hồi nãy em có so đó. Thì anh chị sẽ thấy là nó nó đều hơn, cái màu của nó không có bị đớm nữa nha. Cái đó cái mẹo. Để em giả bộ em alo thôi chứ em biết mọi người nghe đó. Đúng rồi chị, đúng rồi, số 3 của Deep đó. Em giả bộ em alo chứ em biết mọi người nghe chứ bộ, mà thấy em ru không nói gì hết. Mà chị em bà Su bà cũng nói tiếng nào thì buồn dễ sợ luôn. Xem xíu là tắt like rồi đó. Đùa với anh chị thôi. Thì nói chung là mấy cái này thì bắt đầu xong rồi anh chị nha. Cái này thì để xa xa đi cho nó đẹp. Đó. Xa xa đi chứ để mọi người soi dữ lắm. Đây nha anh chị nha. Soi dữ lắm.